Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải giới thiệu một đơn vị tư vấn trong nước có năng lực, uy tín, kinh nghiệm để xem xét lựa chọn, giao nhiệm vụ thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm tiến độ yêu cầu. Đồng thời đồng ý để thành phố tận dụng toàn bộ kết quả đã được Cục Hàng không Việt Nam thực hiện trong các năm 2017-2019 nhằm rút ngắn thời gian triển khai hoàn thành sản phẩm quy hoạch trong quý 1 năm 2021, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển giao thông trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn và tham gia hỗ trợ, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng và các sở ngành liên quan của thành phố trong quá trình tổ chức chọn tư vấn và lập quy hoạch cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.